Cô chào các em, hôm nay chúng ta học tiếp môn toán bài 88 luyện tập chung nhé. Bài 1 tính gồm hai phần A và B. Phần A gồm có 4 cột. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cột thứ nhất. Phép tính đầu tiên 11 cộng 8, ta có hai cách tính. Cách thứ nhất, ta tính nhẩm, lấy 11 đếm tới 8 đơn vị, ta được 19. Cách thứ hai, ta thực hiện cách tính thông thường như đã học. Ta lấy 1 cộng 8 bằng 9, viết 9. Hạ 1, viết 1. Vậy 11 cộng 8 bằng 19. Lưu ý, chữ số 1 viết trước chữ số 9. Phép tính thứ hai, 19 trừ 8, ta cũng có hai cách tính. Cách thứ nhất, ta tính nhẩm, lấy 19 đếm lùi 8 đơn vị, ta được 11. Cách thứ hai, ta cũng thực hiện cách tính thông thường, ta lấy 9 trừ 8 bằng 1, viết 1. Hạ 1, viết 1. Vậy 19 trừ 8 bằng 11. Lưu ý, chữ số 1 viết cách nhau nửa thân con chữ O nhé. Qua hai phép tính trên, ta thấy khi lấy kết quả phép cộng là 19 trừ đi một trong hai số là 8, ta sẽ ra số còn lại là 11. Các em hãy quan sát các bài tập còn lại thật kỹ để thực hiện tốt bài làm của mình nhé. Bài tập B gồm 3 bài tính. Cô sẽ hướng dẫn các em bài tính thứ nhất, 12 cộng 3 trừ 2. Hãy dựa vào cách nhẩm của bài tập 1A để làm bài tập 1B nhé. Chúng ta thực hiện tính từ trái sang phải và ghi kết quả cuối cùng vào sau dấu bằng. 12 cộng 3 bằng 15, ta viết 15. Lấy 15 trừ 2 bằng 13, ta viết 13 sau dấu bằng. Vậy 12 cộng 3 trừ 2 bằng 13. Tương tự các bài tập còn lại các em tự làm nhé. Bài 2 A. Khoanh vào số bé nhất 16, 12, 10, 18. B. Khoanh vào số lớn nhất 15, 11, 17, 14. Ở bài tập A, đây là các số đều có hai chữ số. Bước đầu các em so sánh hàng lớn nhất là hàng chục đều là chữ số 1. 1, 1, 1, 1. Tiếp theo, ta quan sát hàng đơn vị 6, 2, 0, 8. Các em so sánh các chữ số ở hàng đơn vị, chữ số nào bé nhất thì số đó là số bé nhất. Hãy khoanh tròn số bé nhất nhé. Bài tập B. Các số ở trên cũng đều là số có hai chữ số. Áp dụng cách tìm ở trên câu A. Các em chú ý, các chữ số hàng chục đều là chữ số 1, 1, 1, 1, 1. Hàng đơn vị nào có chữ số lớn nhất thì số đó là số lớn nhất nha các em. 5, 1, 7, 4. Hãy khoanh tròn thật đúng số lớn nhất nhé. Bài 3. Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 4cm. Dùng thước đo độ dài của đoạn thẳng AC trong các hình vẽ sau. Ở bài tập A, ta có đoạn thẳng AB dài 3cm, đoạn thẳng BC dài 4cm. Các em sử dụng thước để đo đoạn thẳng AC dài bao nhiêu cm nhé. Chú ý, nhớ đặt thước ngang ngắn để đo cho chính xác. Ngoài ra, cô còn có cách giải khác. Ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng độ dài đoạn thẳng BC sẽ bằng độ dài đoạn thẳng AC. Với cách giải này, các em lưu ý đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC phải cùng nằm trên một đường thẳng nhé. Bài tập B. Ở bài tập này, đề bài cho ta biết độ dài đoạn thẳng AB dài 3cm, độ dài đoạn thẳng BC dài 4cm. Riêng bài tập này, đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC không nằm trên cùng đường thẳng, nên chúng ta chỉ có một cách
để tìm đoạn thẳng AC là các em sẽ sử dụng thước để đo trực tiếp đoạn thẳng này nhé. Bài 4. Đây là bài giải toán có lời văn. Tổ 1 trồng được 10 cây, tổ 2 trồng được 8 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây? Để thực hiện bài giải này, bước 1, các em tìm lời giải đúng dựa vào câu hỏi của bài toán. Lưu ý, các em không lặp lại chữ hỏi, chữ bao nhiêu ở lời giải. Vậy, ta có lời giải đúng và đầy đủ. Số cây cả hai tổ trồng được là. Ngoài ra, các em còn có cách ghi lời giải khác cũng phù hợp với bài toán. Cả hai tổ trồng được hoặc số cây hai tổ trồng được đều đúng. Các em sẽ trình bày lời giải vào hàng thứ nhất. Bước 2, tìm phép tính đúng. Để tìm số cây cả hai tổ trồng được, các em thực hiện phép tính gì? Hãy suy nghĩ và ghi vào hàng thứ hai nhé. Lưu ý, đơn vị cây được ghi trong dấu ngoặc đơn. Bước 3, ghi đáp số vào hàng thứ ba. Lưu ý, ghi kết quả có tên đơn vị nhưng không để dấu ngoặc đơn nhé.